Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là tổng hợp một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Nhận định giá vàng thế giới. Thị trường vàng thế giới đã có một tuần khởi sắc khi giá vàng có thời điểm đạt được mức cao nhất mọi thời đại. Các chuyên gia cho rằng việc giá vàng gần đây đẩy lên mức trên 2.000 đô mỗi ao chỉ là khởi đầu của một động thái mạnh mẽ hơn trong dài hạn. Về dự báo trong ngắn hạn, tuy các nhà phân tích vẫn nghiêng về chiều tăng của giá vàng, nhưng tâm lý lạc quan đã giảm đáng kể so với tuần trước. Khảo sát mới nhất của Kitco News với sự tham gia của các nhà phân tích thị trường vàng tại Wall Street cho thấy tâm lý lạc quan vẫn nhìn hơn so với tâm lý lo ngại và trung lập. Tuy nhiên nó đã giảm đáng kể so với tuần trước đó. Cụ thể, có 44% trong tổng số nhà phân tích phố Wall tham gia cuộc khảo sát dự báo giá vàng tăng vào tuần tới. Con số này trong tuần trước là tuyệt đối. Travis Madan, nhà phân tích thị trường tại Equity Cap Heater, cho biết tuy đứng ở nhóm trung lập nhưng ông vẫn nhìn thấy những dấu hiệu tăng giá đối với vàng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo ông, các thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 6 lần trong năm nay. Tuy nhiên, xung đột Nga-Ukraine đang tạo ra nhiều bất ổn về kinh tế khi giá cả hàng hóa tăng cao làm tăng nguy cơ lạm phát. Ông cũng nói thêm bất kỳ ý kiến nào cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ bớt quyết liệt hơn trong chính sách tiền tệ của mình đều tốt cho vàng. Madan cho rằng việc Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, nếu chỉ có 4 đợt tăng lãi suất thay vì 6 lần như tính toán của thị trường thì cơ quan này khó có thể đẩy nhanh việc tăng lãi suất do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Nhìn chung, lạm phát tăng, căng thẳng địa chính trị và thị trường tài chính biến động từ trước đến nay vẫn là những yếu tố có lợi cho thị trường vàng. Cùng chung quan điểm với Madan là Colin Sijinsi, chiến lược gia trưởng thị trường tại Sweetwater Management. Ông cũng dự báo cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tạo ra một số biến động đối với đồng USD. Điều này sẽ có lợi cho vàng. Ông nói thêm, cùng với lạm phát đang ở mức cao, tình hình căng thẳng ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sẽ đẩy giá vàng đi lên trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, một số các chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ bước vào giai đoạn củng cố trong tuần tới với dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống mức trong khoảng 1.929,7 đô mỗi ao đến 1.964,9 đô mỗi ao. Giá vàng thế giới rạng sáng ngày 13 tháng 3 giờ Việt Nam niêm yết tại Kitco là 1.991,1 đô mỗi ao, tương đương khoảng 55,2 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước. Trong khi giá vàng thế giới đứng yên trong ngày nghỉ cuối tuần, giá vàng trong nước biến động mạnh khi hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý điều chỉnh giảm giá. Ghi nhận mức giảm mạnh nhất là vàng Doji ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, so với ngày trước đó, giá vàng Doji ở khu vực này đã giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều xuống còn 67,5 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 69,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tại Hà Nội, giá vàng thương hiệu này cũng giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều xuống còn 67,2 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 69,3 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tiếp theo đó là vàng Phú Quý SCC với mức giảm 1 triệu đồng ở chiều mua vào và 800.000 đồng ở chiều bán ra. Với mức giảm này, giá vàng Phú Quý SCC đang là 67,3 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 69,3 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Giá vàng SCC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 68 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 69,82 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SCC đang mua vào mức tương tự với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với ngày trước đó, giá vàng SCC đã giảm 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Quý vị và các bạn thân mến, ở bản tin này chủ yếu chúng tôi cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin phân tích cũng như là nhận định xu hướng của giá vàng thế giới trong tuần tới. Do đó mà những thông tin liên quan đến thị trường vàng thế giới có thể là hơi nhiều. Nhưng cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này, nhìn chung thì giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như là không có điều chỉnh về giá. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.800.000, bán ra 6.980.000. SJC Hà Nội, mua vào 6.800.000, bán ra 6.982.000. SJC Đà Nẵng, mua vào 6.800.000, bán ra 6.982.000.
Pin Di Hồ Chí Minh mua vào 6.850.000, bán ra 7.050.000. Pin Di Hà Nội mua vào 6.780.000, bán ra 7.050.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.760.000, bán ra 6.960.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.720.000, bán ra 6.930.000. Phú Quý SJC mua vào 6.730.000, bán ra 6.930.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.730.000, bán ra 6.930.000. My Hồng SJC mua vào 6.850.000, bán ra 6.950.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.900.000, bán ra 7.050.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.830.000, bán ra 7.050.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.720.000, bán ra 6.930.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.840.000, bán ra 7.022.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác cũng không có điều chỉnh về giá. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.800.000, bán ra 6.982.000. SJC Cà Mau mua vào 6.800.000, bán ra 6.982.000. SJC Huế mua vào 6.797.000, bán ra 6.983.000. STC Bình Phước mua vào 6.798.000, bán ra 6.982.000. STC Biên Hòa mua vào 6.800.000, bán ra 6.980.000. STC Miền Tây mua vào 6.800.000, bán ra 6.980.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.800.000, bán ra 6.980.000. STC Long Xuyên mua vào 6.802.000, bán ra 6.985.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.800.000, bán ra 6.982.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.798.000, bán ra 6.982.000. STC Phan Rang mua vào 6.798.000, bán ra 6.982.000. STC Hạ Long mua vào 6.798.000, bán ra 6.982.000. STC Quảng Nam mua vào 6.798.000, bán ra 6.982.000. Tiếp đến là giá nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này, giá nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng không có thay đổi về giá, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.615.000, bán ra 5.715.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.585.000, bán ra 5.685.000. Vàng 24K mua vào 5.498.7.000, bán ra 5.628.7.000. Vàng 18K mua vào 4.079.2.000, bán ra 4.279.2.000. Vàng 14K mua vào 3.129.7.000, bán ra 3.329.7.000. Vàng 10K mua vào 2.185.9.000, bán ra 2.385.9.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên, ta khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.